Một căn nhà đẹp, vị trí cũng đẹp. Video này cùng giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà phố ngay trung tâm quận 7 liền kề phố Nhị Hưng, được kết nối giữa trục đường Nguyễn Lương Bằng và đường 15B. Đường trước nhà thì 20m nha quý anh chị. Và đây là tổng thể mặt tiền của căn nhà cường giới thiệu đến quý anh chị, có diện tích ngang 5m, dài cho 18m, có trang bị thang máy và nội thất là bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên. Cường xin mời quý anh chị chúng ta di chuyển vào bên trong. Đầu tiên đây là khu vực quý anh chị có thể đậu ô tô rất là rộng rãi, có thể kết hợp làm văn phòng tại đây nha quý anh chị. Và có một hệ tủ dài dép kết hợp nhiều ô kệ trang trí bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên. Ngăn cách giữa khu vực gara ô tô và phòng bếp thì có một thang bộ và thang máy để chúng ta di chuyển đi lên trên các lầu. Và tại đây cũng có một cửa giếng trời rất là thông thoáng. Không gian bếp thì cũng vô cùng rộng rãi, được trang bị đầy đủ nội thất bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên và thiết bị bếp thông minh, tủ lạnh side by side, bếp điện từ, máy hút mùi và đầy đủ công năng sử dụng. Và được bố trí một bộ bàn ăn, bộ bàn tròn nha quý anh chị, xoay được cũng bằng gỗ gõ đỏ luôn. Không gian bếp cũng được trang bị một chiếc tivi kết hợp nhiều ô kệ trang trí, hệ tủ rượu nha quý anh chị, và trên có máy lạnh có thể vừa ngồi ăn uống vừa xem truyền hình nha. Sau cùng là khu vực giếng trời và một nhà vệ sinh, khu vực chúng ta là ánh sáng vào gió trời. Cường xin mời quý anh chị chúng ta di chuyển lên trên các lầu để mình xem phòng ngủ, mình di chuyển bằng thang máy luôn nha quý anh chị. Tầng 1 phía trước được bố trí làm phòng khách, phía sau là phòng ngủ nha quý anh chị. Tại không gian phòng khách thì rộng khoảng 30m², được trang bị đầy đủ nội thất với một bộ sofa bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên kết hợp bằng da và hệ tủ rượu cũng bằng gỗ tự nhiên luôn nha quý anh chị. Và đối diện là kệ tivi và kệ trang trí cũng có tivi. Phía trước còn có khoảng ban công rất là rộng rãi, có thể mở cửa ra rất là thông thoáng. Cường xin mời quý anh chị chúng ta di chuyển ra phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau thì rộng khoảng 25m², cũng được trang bị đầy đủ nội thất, hệ tủ trang trí và tủ quần áo và giường ra nệm cũng bằng gỗ tự nhiên và có một nhà vệ sinh riêng. Căn nhà này đứng tại vị trí nào thì cũng nghe mùi gỗ gõ đỏ tự nhiên rất là thơm nha quý anh chị. Chúng ta di chuyển lên trên tầng 2. Tại tầng 2 thì được bố trí hai phòng ngủ và đây là phòng ngủ phía trước rộng khoảng 30m², cũng được trang bị đầy đủ nội thất, giường ra nệm và phía trước còn có ban công và cửa sổ với hệ tủ quần áo cũng bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên. Mỗi phòng thì có một nhà vệ sinh riêng nha quý anh chị. Và tương tự phòng ngủ phía sau tại tầng 2 thì cũng được trang bị đầy đủ nội thất, không thiếu một món gì. Căn nhà này tổng cộng 3 phòng ngủ, quý anh chị mua về chỉ việc xách vali vào ở thôi, hoặc mình có thể vừa ở vừa làm văn phòng công ty nha. Cường xin mời quý anh chị chúng ta di chuyển lên trên tầng 3. Tại tầng 3 là khu vực phòng thờ, sân thượng và sân phơi. Sân thượng phía sau cũng là khu vực sân phơi nha quý anh chị. Phòng thờ ngay giữa thì cũng rất là rộng rãi, phía trước là sân thượng. Và đây là thông tin của căn nhà, ngang 5m, dài cho 18m, một trệt 3 lầu. Căn nhà này tổng cộng 3 phòng ngủ full nội thất bằng gỗ gõ đỏ tự nhiên và có trang bị thang máy. Vị trí mặt tiền đường số đường 20m, khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, liền kề với phố Mỹ Hưng, được kết nối giữa đường Nguyễn Lương Bằng và đường 15B. Căn nhà này quý anh chị có thể vừa ở vừa kết hợp làm văn phòng công ty. Và hướng nhà là hướng nam, thích hợp cho quý anh chị hướng đông tứ trạch. Và giá đang được giảm sao chỉ còn 17.200.000.000, vẫn còn thương lượng. Quý anh chị đến xem căn nhà này thì hãy liên hệ cho Cường qua số điện thoại 0937889880, Cường có ghém bên trái của màn hình. Và quý anh chị vui lòng đăng ký kênh để xem những video về nhà đẹp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.